Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, tâm lý chung của hầu hết mọi người là không muốn bị chào bán một cái gì đó. Chỉ cần thoáng thấy một bài chào hàng tiếp cận mình thì cánh cửa lý trí của họ sẽ đóng sầm lại. Vì lẽ đó mà những người mới bước chân vào nghề bán hàng thường có một rào cản tâm lý là nỗi sợ bị từ chối. Nhưng những người bán hàng giàu kinh nghiệm thì lại biết cách dùng câu chuyện để giúp người mua được thư thái, cởi mở và tập trung lắng nghe hơn. Kể chuyện là hình thức giao tiếp tự nhiên và thú vị nhất của nhân loại. Một câu chuyện là khoảng cách ngắn nhất giúp một người lạ trở thành một người bạn. Một câu chuyện sẽ giúp khách hàng dễ nhớ bạn và sản phẩm bạn bán hơn. Đặc biệt, một câu chuyện có thể biến những đồ vật bình thường trở nên có ý nghĩa và mang giá trị cao. Khách hàng sẵn lòng chi trả một khoản tiền lớn hơn giá trị đơn thuần của đồ vật đó, bởi vì thứ họ mua là cả một câu chuyện đi kèm. Đây cũng chính là nội dung của cuốn sách Nghệ thuật bán hàng bằng câu chuyện mà Tania sẽ review trong video này. Cuốn sách được viết bởi diễn giả, nhà đào tạo lãnh đạo Paul Smith. Các khách hàng của ông là những tổ chức lớn trên thế giới như Google, Bayer Medical, Ford Motor. Và ở Việt Nam, không chỉ những người làm công việc bán hàng, mà những nhà sáng tạo nội dung cũng đánh giá rất cao cuốn sách này. Tania đã quan sát và nhận ra rằng, phần lớn những video triệu view trên TikTok, YouTube, Facebook đều được thiết kế kịch bản theo công thức của cuốn sách. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu Beast Books. Trong video này, Tania sẽ chia nội dung thành 3 phần chính. Phần thứ nhất, cách thiết kế câu chuyện bán hàng theo công thức 7 bước. Phần thứ hai, 5 bí quyết khai thác cảm xúc của người nghe để câu chuyện đạt được sức mạnh tối ưu. Phần thứ ba, sử dụng câu chuyện trong những giai đoạn nào của quá trình bán hàng. Không để bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ đến với cách thiết kế câu chuyện bán hàng theo công thức 7 bước. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng khám phá 4 yếu tố quan trọng tạo nên một câu chuyện tuyệt hay. Đó là một người hùng chúng ta quan tâm, một nhân vật phản diện chúng ta sợ hãi, một cuộc tranh đấu hoành tráng giữa họ và khán giả có được một bài học đáng giá. Với một câu chuyện bán hàng, chúng ta cũng cần phải có được 4 yếu tố này. Tác giả Paul Smith đã xây dựng nên một công thức bao hàm được cả 4 yếu tố nói trên và xây dựng thành một cấu trúc 7 bước. Để bạn dễ dàng nhớ được 7 bước này, thì Tania sẽ chọn liệt kê các bước theo dạng câu hỏi như sau. Bước 1. Tại sao tôi nên nghe câu chuyện này? Bước 2. Câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu? Bước 3. Ai là nhân vật chính và họ muốn gì? Bước 4. Vấn đề hay cơ hội họ gặp phải là gì? Bước 5. Họ đã xử lý như thế nào? Bước 6. Cuối cùng, sự tình kết thúc ra sao? Và bước 7. Bài học được rút ra là gì? Hành động được gợi ý là gì? Ở bước thứ nhất, trả lời cho câu hỏi tại sao tôi nên nghe câu chuyện này? Rất nhiều người mắc sai lầm vì đã dẫn dắt vào câu chuyện sai cách. Người nghe thường có phản ứng tiêu cực rất bản năng với từ câu chuyện, bởi vì nó thường gợi lên cảm giác dài dòng, nhàm chán và thường chẳng liên quan. Cho nên, nếu bạn giới thiệu với từ câu chuyện, ví dụ như tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện ngắn thôi, hay tôi muốn kể cho anh chị nghe một câu chuyện, thì bạn đã vô tình thiết lập cảm giác chống đối không mong muốn. Vì vậy, cách tốt nhất để dẫn dắt người nghe vào câu chuyện của mình là không báo trước, không giới thiệu và không nhắc tới hai chữ câu chuyện. Thay vào đó, bạn hãy cung cấp cho người nghe lý do tại sao họ nên nghe câu chuyện của bạn. Mọi câu chuyện bạn chuẩn bị kể phải nhằm giải đáp một câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi nào đó của người nghe. Hãy để câu chuyện diễn ra tự nhiên như một phần của cuộc trò chuyện. Ví dụ, nếu bạn vừa giải thích sản phẩm hay dịch vụ của bạn hoạt động như thế nào và bạn muốn kể một câu chuyện về một khách hàng tốt nhất của bạn đã sử dụng nó ra sao, thì cách dẫn dắt vào câu chuyện rất đơn giản sẽ là: để tôi kể cho anh nghe một khách hàng của tôi đã sử dụng nó thế nào vào tháng trước. Cách dẫn dắt như vậy sẽ gợi lên sự thích thú, tò mò từ người mua. Nó khiến họ nghĩ rằng nếu họ lắng nghe, họ sẽ học được đôi điều quan trọng. Ở bước thứ hai, câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu? Bạn cần nêu rõ thời gian và địa điểm của câu chuyện để thỏa mãn tính tò mò cơ bản của người nghe khi đang cố gắng hiểu về chuyện gì đã diễn ra. Bước thứ ba, ai là nhân vật chính của câu chuyện
và họ muốn gì. Đây là thành phần rất quan trọng trong cấu trúc câu chuyện. Nhân vật chính ấy nên là một cá nhân thay vì một công ty hay một tổ chức. Lưu ý rằng bạn không nên là nhân vật chính của câu chuyện, bởi vì bạn sẽ dễ sa vào cái bẫy kể chuyện để phục vụ cái tôi của mình. Khi đó, bạn dễ để lại ấn tượng ngạo mạn, coi mình là trung tâm trong mắt người nghe. Như vậy thì câu chuyện sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhân vật chính cũng không nên là một người quá cao siêu, quá tài giỏi hay quá nổi tiếng. Bí quyết là nhân vật chính càng giống người nghe thì câu chuyện của bạn sẽ càng thu hút, bởi vì nó sẽ tạo ra sự đồng cảm. Người nghe có thể hình dung bản thân ở vị trí giống như thế. Hãy sử dụng những từ khóa như: cô ấy cũng giống anh. Rắc rối của cô ấy cũng giống hệt rắc rối mà anh đang gặp phải. Đặc biệt, hãy khiến nhân vật chính trở nên thân quen, gần gũi bằng cách nêu rõ tên nhân vật. Nếu bạn giới thiệu nhân vật của mình rằng: có một anh chàng này, tôi từng làm việc cùng, anh ấy bị sa thải. Người nghe của bạn sẽ không quan tâm. Nhưng nếu bạn kể rằng: có một anh chàng tên Tony, tôi từng làm việc chung ở California, là đồng nghiệp tôi quý mến. Người nghe sẽ hứng thú và muốn biết thêm về anh ấy. Khi đã xác định được nhân vật chính cho câu chuyện, thì chúng ta cũng cần nói cho người nghe biết mục tiêu và mong muốn của nhân vật là gì. Đó phải là một mục tiêu mà người nghe sẽ đánh giá là xứng đáng, hay ít nhất là gây tò mò. Nếu không, họ sẽ mất hứng thú với câu chuyện của bạn. Bước thứ tư, vấn đề hay cơ hội họ gặp phải là gì? Hiểu đơn giản, đây là thách thức, là biến động dành cho nhân vật chính trong câu chuyện. Đó có thể là một chướng ngại bị ném vào kế hoạch ban đầu của nhân vật chính, khởi động cho toàn bộ chuỗi sự kiện trong câu chuyện. Thử thách này cũng cần phải có sự tương quan với người nghe, tức là một thử thách mà bản thân khách hàng của bạn có khả năng gặp phải, hoặc ít nhất là nó đủ quen thuộc để họ cảm thấy đồng cảm với nhân vật chính của bạn. Bước thứ năm, họ đã xử lý như thế nào? Nếu trong một bộ phim hay trong tiểu thuyết, thì bước này chính là khi người hùng đụng độ với kẻ phản diện và tạo nên cuộc tranh đấu hoành tráng. Không có thử thách thì sẽ không có gì thú vị xảy ra. Câu chuyện của bạn sẽ thật tẻ nhạt. Đừng để nhân vật chính của bạn dễ dàng đạt được cái anh ta theo đuổi. Hãy để khán giả nhìn thấy cuộc tranh đấu. Đó là phần hấp dẫn nhất của cốt truyện. Bước thứ 6, cuối cùng, sự tình kết thúc ra sao? Câu chuyện của bạn giải quyết được mối quan tâm của người nghe. Về cơ bản, câu chuyện đến điểm này là kết thúc. Nhưng công việc của bạn ở vai trò người kể chuyện thì chưa. Đó là lý do tại sao chúng ta có bước thứ 7. Bài học được rút ra là gì? Hành động được gợi ý là gì? Chúng ta sẽ thoát ra khỏi câu chuyện và tận dụng nó để tạo ra ý nghĩa, thúc đẩy hành động cho người nghe. Có một rủi ro là khán giả có thể không rút ra được chính xác bài học giống như bạn đã tính toán trước cho họ. Vậy nên, tác giả Paul Smith đã gợi ý rằng ở bước này, người kể chuyện nên đưa ra ý kiến và suy nghĩ của mình. Ví dụ như, tôi nghĩ điều tôi học hỏi được từ chuyện này là... Cách này có một ưu điểm là thể hiện sự tôn trọng dành cho người nghe. Vì bạn nói ra những gì bạn học được, nhưng vẫn để khán giả tự do rút ra kết luận của riêng họ, mà bạn lại vẫn dẫn dắt được suy nghĩ của họ đi theo hướng bạn muốn. Để làm rõ hơn cấu trúc 7 bước này, Tania sẽ dẫn chứng bằng câu chuyện Đảo Lợn được tác giả đánh giá rất cao trong cuốn sách. Đó là câu chuyện được nhiếp ảnh gia có tên Chris Hook, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhờ những bức ảnh truyền cảm về đời sống đại dương, sử dụng để kể tại một triển lãm nghệ thuật. Chúng ta hãy xem câu chuyện ấy đã tác động đến một người không làm trong lĩnh vực nghệ thuật là Paul Smith như thế nào. Trong lúc tìm mua tấm ảnh cho phòng tắm của các con trai ở nhà, vợ tôi là Lisa đã nhắm một bức mà nhìn thế nào cũng rất là quẻ. Một chú lợn giữa đại dương, một chú lợn con bé bỏng dễ thương, nước biển ngập tới tận lỗ mũi, mõm phủ đầy cát, đang bơi kiểu chó, hướng về phía ống kính máy ảnh. Tôi hỏi anh ấy, chú lợn kia đang làm cái quái gì giữa biển vậy? Và ấy chính là lúc ma thuật bắt đầu. Gúp giải thích rằng tấm ảnh được chụp ở Caribbean, ngay sát bờ biển của một hoang đảo thuộc Bahamas, có tên gọi chính thức là Big Major Cay. Anh ấy kể cho chúng tôi rằng, nhiều năm trước, một doanh nghiệp địa phương đã đưa một đàn lợn tới đảo để nuôi làm thịt xông khói. Thế nhưng, đảo không có gì nhiều cho chúng ăn ngoài xương rồng, và lợn thì không khoái xương rồng cho lắm.
Tôi đoán là theo phong thái thong dong điển hình của người dân ở Bahamas, doanh nghiệp ấy không lập được kế hoạch lâu dài. Vậy nên, đám lợn không được ổn lắm. Song sau này, một chủ nhà hàng ở hòn đảo gần đó bắt đầu dùng thuyền chở thức ăn thừa của bếp tới Big Major Cay và vứt ở ngoài biển, cách bờ khoảng vài chục thước Anh. Một thước Anh bằng 0,914 mét. Đám lợn đói dần dần biết bơi để ra đến chỗ thức ăn. Các thế hệ sau của đàn lợn học theo, và nay thì toàn bộ lợn trên đảo đều biết bơi. Kết quả là ngày nay, hòn đảo được biết đến nhiều hơn với tên gọi là đảo lợn. Gúc tiếp tục mô tả làm cách nào các chú lợn biết được rằng tiếp cận thuyền có nghĩa là có đồ ăn, và chúng hăm hở bơi tới bất cứ ai đi thuyền đến đảo. Chính điều đó đã giúp anh dễ dàng chụp được tấm ảnh cận cảnh một chú lợn con đáng yêu, mũi đầy cát và đang bơi chó. Tới đây, tác giả Paul Smith đã đưa ra thẻ tín dụng của mình và nói: chúng tôi sẽ mua tấm này. Chúng ta sẽ cùng đối chiếu câu chuyện với cấu trúc 7 bước. Bước 1. Tại sao tôi nên nghe câu chuyện này? Câu chuyện được kể để giải đáp cho sự tò mò rằng tại sao một chú lợn con lại bơi giữa biển. Bước 2. Câu chuyện diễn ra khi nào và ở đâu? Để câu chuyện được cụ thể và chân thật, vị nhiếp ảnh gia đã cung cấp thời gian của câu chuyện bằng cụm từ nhiều năm trước, và địa điểm là một hoang đảo thuộc Bahamas có tên gọi chính thức là Big Major Cay. Bước 3. Ai là nhân vật chính và họ muốn gì? Nhân vật chính của câu chuyện là những chú lợn. Mong muốn của chúng là thức ăn để sống. Bước 4. Vấn đề hay cơ hội họ gặp phải là gì? Vấn đề của đàn lợn là doanh nghiệp đưa chúng lên đảo nuôi đã không có một kế hoạch dài hạn, khiến cho chúng không có gì để ăn ngoài xương rồng trên đảo. Nhưng lợn thì không khoái xương rồng, nên chúng bị đói. Bước 5. Họ đã xử lý như thế nào? Đàn lợn đã cố gắng tìm kiếm thức ăn khác ngoài đảo, và chúng phát hiện ra những đồ ăn thừa được chủ nhà hàng gần đó đổ ra biển. Chúng đã cố gắng bơi ra chỗ thức ăn. Bước 6. Cuối cùng, sự tình kết thúc ra sao? Kết thúc của câu chuyện là các thế hệ sau của đàn lợn học theo, và đến nay thì toàn bộ lợn trên đảo đều biết bơi. Hòn đảo được biết đến nhiều hơn với tên gọi là đảo lợn. Bước 7. Bài học được rút ra là gì? Hành động được gợi ý là gì? Vị nhiếp ảnh gia đã không cướp mất quyền được rút ra bài học của người nghe về câu chuyện. Ông chỉ nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình khi nhìn thấy những chú lợn con dễ thương vượt qua nghịch cảnh khó khăn đang hăm hở bơi ra những chiếc thuyền để tìm kiếm đồ ăn. Nó có mối liên kết vô hình nào đó với nhu cầu của vợ chồng Paul Smith lúc đầu, là tìm mua một bức ảnh để treo trong phòng tắm của các con trai của họ. Câu chuyện về đảo lợn đã khiến cho bức ảnh chú lợn con bơi giữa biển từ chỗ vô lý, bất thường trở nên thật ý nghĩa và có nhiều giá trị. Khi nói bất cứ điều gì, chúng ta cũng cần tập trung vào nhu cầu của người nghe, và khi kể chuyện cũng vậy. Trong bán hàng, người nghe của bạn sẽ quan tâm tới lợi ích mà họ có thể nhận được. Câu chuyện của bạn cần phải giải quyết được rắc rối và mong muốn của họ. Vì vậy mà mặc dù việc rút ra bài học, trao đi thông điệp là bước cuối cùng trong cấu trúc xây dựng câu chuyện bán hàng, nhưng đây lại là bước đầu tiên cần được suy nghĩ trước khi chế tác. Nó sẽ là sợi chỉ xuyên suốt nội dung câu chuyện, là kim chỉ nam để dựng lên cốt truyện. Trong cuốn sách Nghệ thuật bán hàng bậc cao, bậc thầy bán hàng nổi tiếng Zig Ziglar từng nói rằng: khách hàng dễ bị thuyết phục bởi sự lôi cuốn của lời nói hơn là khả năng lập luận logic của người bán. Bán hàng thực chất là quá trình truyền tải cảm xúc. Cảm xúc đóng vai trò trọng yếu trong quá trình đưa ra quyết định. Hầu hết mọi người đều hành động theo cảm xúc. Vì vậy mà câu chuyện bán hàng của bạn kể ra cũng phải ảnh hưởng tới người nghe về mặt cảm xúc, chứ không phải lý trí và logic. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 2 của video này: 5 bí quyết khai thác cảm xúc của người nghe để câu chuyện đạt được sức mạnh tối ưu. Bí quyết thứ nhất: miêu tả cảm xúc của nhân vật. Chúng ta sẽ cùng so sánh hai cách kể chuyện sau. Cách thứ nhất: nhà vua băng hà và sau đó hoàng hậu cũng qua đời. Đây không phải là một câu chuyện mà chỉ là một sự kiện, nghe thật khô khan. Cách kể thứ hai: nhà vua đã băng hà và sau đó hoàng hậu cũng qua đời vì quá đau buồn. Ba chữ "quá đau buồn" ở cuối câu đã lập tức biến sự kiện này thành một câu chuyện, và nó thu hút sự chú ý, khắc ghi một cách rõ nét lên tâm trí người nghe. Để người nghe cảm nhận được cảm xúc của nhân vật,
Không phải lúc nào bạn cũng cần miêu tả bằng các tính từ như vui mừng, buồn bã, sợ hãi, giận dữ, tự hào, mà bạn có thể kể thông qua hành động của nhân vật. Ví dụ, anh ta la hét và đá vào ghế. Người nghe sẽ suy ra cảm xúc từ hành vi đó. Bạn cũng có thể tham khảo thủ pháp ẩn dụ khi kể chuyện, thổi hồn vào các tình tiết mà không phải nói quá nhiều. Ví dụ, khi kể nhân vật của bạn đang vất vả chạy deadline, bạn có thể tả rằng hạn chót giống như chiếc dây thòng lòng choàng quanh cổ, mỗi ngày trôi qua, sợi dây ấy lại thít chặt thêm. Ở đây có một lưu ý là bạn chỉ nên chọn ra một hoặc hai cảm xúc mà bạn tin rằng nếu được triển khai tốt thì sẽ thúc đẩy người nghe hướng đến kết quả mong muốn của bạn mà thôi. Không nên quá tham lam và sa đà vào việc này vì sẽ dễ làm người nghe sao nhãng và có cảm giác như đang được nghe một tiểu thuyết lãng mạn. Bí quyết thứ hai để khai thác cảm xúc là sử dụng lời thoại. Lời thoại là công cụ văn học hấp dẫn để đặt vào câu chuyện bởi vì nó mang những ưu điểm sau. Lời thoại là cách kể chuyện tự nhiên nhất của con người, thậm chí từ thuở còn rất nhỏ. Các câu thoại sẽ nắm bắt rất tốt sự chú ý của người nghe. Có điều gì đó rất kỳ diệu xảy ra trong khoảnh khắc tạm dừng sau khi bạn nói. Và thế là cô ấy nói rằng, nó tập trung sự chú ý của người nghe, khiến họ tò mò và mong chờ chuyện sẽ xảy ra tiếp. Khi sử dụng lời thoại, câu chuyện sẽ dễ dàng được rút ngắn, cô đọng và hàm xúc hơn. Bí quyết thứ ba trong khai thác cảm xúc là tạo bất ngờ trong câu chuyện. Có 3 vị trí để tạo bất ngờ, đó là đầu câu chuyện, đoạn giữa và cuối câu chuyện. Bất ngờ ở đầu câu chuyện sẽ thu hút sự chú ý, khơi gợi sự tò mò của người nghe. Ví dụ như câu chuyện đảo lợn chúng ta đã phân tích ở phần trước. Bất ngờ đó là hình ảnh một chú lợn ở giữa đại dương. Nó khiến người ta tò mò và chú ý lắng nghe để tìm ra lời giải đáp. Bất ngờ ở giữa câu chuyện sẽ khiến khán giả tập trung và suy nghĩ kỹ hơn. Thông tin càng ngoài dự kiến thì thời gian dùng để xử lý nó sẽ càng nhiều. Ngoài việc chứa bất ngờ ở đoạn đầu thì câu chuyện đảo lợn còn chứa một bất ngờ nữa ở đoạn giữa. Đó là bất ngờ về cách mà đàn lợn học bơi. Cuối cùng, bất ngờ có sức mạnh lớn nhất trong tất cả là khi nó được đặt ở cuối câu chuyện. Trí nhớ của chúng ta không hình thành ngay lập tức trong não bộ như một tấm ảnh kỹ thuật số, mà sẽ được hình thành trong một khoảng thời gian ngắn sau khi các sự kiện diễn ra. Vì vậy, khi bất ngờ ở cuối câu chuyện, nó sẽ khiến người nghe ghi nhớ bài học họ có được từ câu chuyện của bạn một cách tốt hơn. Chúng ta sẽ đến với một ví dụ rất hay cho bất ngờ ở cuối câu chuyện ngay sau đây. Một buổi tối, cậu bé 9 tuổi James đang ở trong bếp uống trà cùng dì. Trong lúc người dì thưởng thức trà của mình, cậu đứng cạnh bếp, quan sát ấm trà sôi sùng sục. Có vẻ cậu bị mê hoặc bởi làn hơi nước bốc lên từ nó. Cậu giữ một chiếc thìa bạc bên trên làn hơi nước, nhìn những giọt nước đọng lại trên thìa và rơi xuống quai ấm. Cậu cứ nghiên cứu hiện tượng đơn giản này hết lần này tới lần khác. Phát cáu với sự lười biếng của cậu bé, người dì quát, James, dì chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lười nhác như cháu. Đi đọc sách hoặc tìm việc gì có ích cho mình đi. Suốt một tiếng qua, cháu không nói một từ, trừ việc nhấc nắp ấm ra và đậy nó lại lần nữa. Cháu không thấy xấu hổ vì tiêu tốn thời gian theo cách này à? Thật may là cậu bé không bị nhụt chí bởi lời la mắng của người dì. 2 thập kỷ sau, vào năm 1765, chàng trai 29 tuổi James Watt đã phát minh ra loại máy hơi nước, trợ giúp mở đầu ra cuộc cách mạng công nghiệp. Người kể chuyện đã không nói họ của nhân vật chính cho chúng ta biết ngay từ đầu. Ông đã giấu đi một mảnh thông tin chủ chốt từ bối cảnh xuống cuối chuyện để người nghe tự khám phá ra nhân vật chính là ai. Đó là một nhân vật có thật, một nhà phát minh vĩ đại trong lịch sử. Bí quyết thứ tư nằm ở độ dài của câu chuyện. Đối với nhân viên kinh doanh, mỗi phút, mỗi giây gặp khách hàng đều rất quý giá. Vì vậy, mọi lời nói, câu chuyện của bạn đều cần rõ ràng và xúc tích. 1 đến 3 phút cho các câu chuyện bán hàng là thời gian lý tưởng. Nếu soạn thảo ra, câu chuyện của bạn nên dài khoảng 480 chữ. Bí quyết thứ 5 là cách trình bày của bạn. Một bài trình bày hoàn hảo là không hoàn hảo. Chìa khóa để có một bài thuyết trình tốt là nó không hề có vẻ như được chuẩn bị từ trước. Vì vậy, một câu chuyện nên được kể một cách tự nhiên, như thể bạn kể nó lần đầu.
Kể câu chuyện chứa đựng nội dung cảm xúc, chứ không phải thể hiện cảm xúc. Khi bạn đang kể một câu chuyện đầy cảm xúc, bạn không nên kể nó một cách xúc động, mà phải tỏ ra bình thản nhất có thể. Hãy để câu chuyện được làm nhiệm vụ của nó. Bạn đang bán hàng, chứ không phải tham gia lớp học diễn xuất. Các câu chuyện bán hàng hay sẽ không thu hút sự chú ý vào người kể, mà vào thông điệp cuối cùng. Chúng ta sẽ đến với phần thứ 3, cũng là phần cuối cùng trong video này. Sử dụng câu chuyện trong những giai đoạn nào của quá trình bán hàng? Vì câu chuyện là một phần của quá trình bán hàng, nên nó có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn từ trước, trong và sau bán hàng. Những kiểu câu chuyện như cái gì đã thu hút bạn tới nghề nghiệp này? Hay tại sao bạn lại làm việc cho công ty hiện tại? Sẽ nói lên đôi điều về con người bạn. Câu chuyện ấy sẽ bộc lộ niềm đam mê của bạn với công việc tới đâu. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của người mua dành cho bạn. Khi có hai người bán hai sản phẩm giống hệt nhau, khách hàng sẽ chọn mua của người mà họ cảm thấy quý mến và tin tưởng hơn. Kiểu câu chuyện, bạn đã từng giúp các khách hàng trước của mình như thế nào? Khách hàng trước của bạn đã gặp vấn đề ra sao? Sẽ giúp quá trình tư vấn của bạn thêm thuyết phục, hóa giải được những ý kiến phản bác của khách hàng và làm tăng thêm giá trị sản phẩm. Nếu bạn thấy mình đang bảo vệ vấn đề giá cả, hãy kể một câu chuyện thể hiện rõ rằng mức giá ấy là tốt cho khách hàng chứ không phải cho bạn. Bạn có thể tham khảo thêm các kiểu câu chuyện phù hợp với một số giai đoạn, hoàn cảnh điển hình bằng cách đọc cuốn sách này. Con người thường đưa ra quyết định bằng cách hỏi bản thân một cách vô thức rằng người giống mình sẽ làm gì trong tình huống này. Vì vậy, những câu chuyện về các khách hàng trước đó đã thành công với sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ là nguồn tư liệu quý giá để bạn chế tác nên những câu chuyện bán hàng tuyệt vời. Đừng để thời gian lấy đi trí nhớ của bạn. Bạn hãy duy trì việc ghi lại những mẩu chuyện hay, những sự kiện ấn tượng mà bạn được trải nghiệm trong quá trình làm việc của mình. Những câu chuyện bán hàng chính là tài sản quý giá của bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.